Tiêu Dao là một trong những dự án cổ trang đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Bên cạnh lượng fan đông đảo của Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hạo, nhiều khán giả ngóng trông dự án này sau khi có thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai trò giám chế, thậm chí có một vai khách mời trong phim. Cũng vì thế, các clip hội trường Tiêu Dao luôn được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi ngay khi được các blogger cập nhật. Trong các video được đăng tải ngày 7 tháng 6, Hồng Diệp do Hầu Minh Hạo đóng, đầy ma mị khi diện trang phục đỏ, đen, trắng, ung dung đứng trên một xà ngang trên cao, bất chấp mưa to gió lớn nổi lên. Ở clip cận cảnh, người xem không khỏi trầm trồ trước tạo hình hắc hóa của Hồng Diệp, đặc biệt là ánh mắt. Tuy nhiên, ở một góc quay khác, có lẽ là góc quay của một nhân viên đoàn phim, có thể thấy Hồ Minh Hạo đứng chênh vênh ở độ cao khá lớn. Thứ duy nhất đảm bảo an toàn cho nam diễn viên là sợi dây cáp mỏng treo ở trên. Ngay cả với những người không sợ độ cao, việc đứng thăng bằng trong tư thế như thế này thật sự không hề dễ dàng. Trước đó một ngày, hình ảnh Tiêu Dao và Hồng Diệp đi dạo chợ đêm cũng khiến cư dân mạng suýt xoa vì quá đỗi ngọt ngào. Trong khi Tiêu Dao vui vẻ thưởng thức đồ ăn, Linh Quân lại nhìn nàng với ánh mắt quá đỗi cưng chiều. Khoảnh khắc Tiêu Dao đút đồ ăn cho mình, Linh Quân Hồng Diệp có phần khựng lại nhưng vẫn từ từ thưởng thức. Dù chênh nhau 7 tuổi, song khi diễn các cảnh tình cảm như thế này, khán giả vẫn thấy Đàm Tùng Vận vô cùng xứng đôi với bản diễn. Tiêu Dao được quay từ kịch bản gốc, được chỉ đạo bởi Từ Kỳ Châu, người đứng sau thành công của Cuồng Phong. Phim kể về chuyện tình của Linh Quân Hồng Diệp và thiếu nữ Tiêu Dao. Một lần tình cờ, Tiêu Dao đã phá giải phong ấn cho Hồng Diệp. Cả hai cũng bắt đầu mối quan hệ dây dưa từ đây. Vì muốn tra rõ chân tướng kiếp trước của mình và Tiêu Dao, Hồng Diệp đã giam giữ Tiêu Dao tại địa giới Vạn Linh Cốc. Thật không ngờ, lại phát hiện ra bí mật, nửa linh huyết của Tiêu Dao có thể tìm được các mảnh của thượng cổ thần vật Kính Côn Luân lưu lạc trong thời gian. Nếu Kính Côn Luân được khôi phục, sẽ mở ra tiên giới, tìm được suối thần Ngọc Lễ. Bởi vậy, Hồng Diệp cùng Tiêu Dao bước vào hành trình tìm kiếm từng mảnh Kính Côn Luân.